Cả nhà ơi, đây là lúc này là buổi chiều nè. Trời nó bắt đầu chuyển mưa. Bây giờ mình sẽ cắt cái quế cả nhà. Quế giờ nó ra bông hết rồi. Giờ mình cắt đi chứ để nó già. Hôm nay mình cắt và mình sẽ chia sẻ cái cách bảo quản quế ha. Bảo quản mà mình không cần phải bỏ vào tủ lạnh. Này, cả nhà thấy rất là nhiều nè. Hai bên luôn. Cả nhà ơi, thì đây là cái quế này nó ra bông nè. Bây giờ mình sẽ cắt, mình cắt cái phần quế này ra nha. Mình bỏ cái này qua một bên. Đây mình cắt sát ngay gốc đây nè, để sắp tới là nó sẽ có cái phần quế nữa nó ra. Phải dùng kéo bén nha cả nhà. Ở đây nè cả nhà thấy không, còn cái phần chuẩn bị lên cái cây non nè. Đó, mình cắt sao mình chừa lại một tí xíu như vậy. Thì đối với lại cái quế này mình ăn không có hết thì mình phải bảo quản thôi, chứ mà giờ để lâu thì nó sẽ rất là già. Nhiều như thế này à. Đây có một cái khay rau quế thôi nè cả nhà, mà mình đã cắt rồi nè, chừa lại những cái phần này để mà sắp tới một lần sau. Rất là nhiều luôn cả nhà ơi. Đây, đây là cái rổ rau quế nè, rất là nhiều. Một cái khay nhựa như vậy thì được một bó nhiều rau quế như nè. Nếu mà ví dụ như là bây giờ mà mình bỏ trong tủ lạnh đó cả nhà, thì thường mình thấy là người ta quấn cái báo á, rồi bắt đầu mình cột lại rồi bỏ vào tủ lạnh. Thì cách bảo quản như vậy thì nước á, cái hơi nước của trong tủ lạnh á, trong tủ lạnh nó sẽ ra và làm cho quế rất là mau bị đen, cái lá nó đen. Và lấy ra là mình ăn á, mình không có ăn kịp á, là nó hư, nó bỏ uổng lắm cả nhà ơi. Mùa dịch này mà mình kiếm một ít rau như thế này thì rất là quý. Tại vì ở nhà mình trồng nên thành ra mình thấy rất là nhiều, chứ ở những cái vùng khác thì một ít rau quế thôi cũng đã quý lắm rồi cả nhà. Thì bây giờ thì mình sẽ chia sẻ cái cách mà bảo quản quế để phía ngoài không cần trong tủ lạnh mà vẫn ăn được lâu như cả nhà. Mưa rồi, bây giờ mình phải xuống thôi. Còn tới mấy chậu nè cả nhà ơi. Bên đây cả nhà thấy không, rau nhà mình trồng thì rất là nhiều nhưng mà ăn không hết. Tươi lắm nè, lúc này là nhìn nó tươi ngon lắm nè cả nhà. Đây là cái rổ rau quế này mình trồng được nè cả nhà. Đó, mình cắt nè. Thì bây giờ mình sẽ lựa ra nha. Nhiều quá. Ở đây thì mình sẽ cắt bớt những cái già đi. Đây là cả nhà. Đây, một cành như thế này mình sẽ cắt tới đây, coi như là giống như là mình trồng lại đó cả nhà. Nhưng mà sau tiếp theo là những cái bông nè, mình sẽ cắt này. Lựa những cái lá nè, lá úa mình dục luôn, mình bỏ. Cây này kia thấy không, bông nè. Mình cứ lần lượt mình làm hết những cái bó quế này. Đó, cả nhà thấy không? Nè, đó. Ở phía dưới đây thì mình sẽ cắt một đoạn xéo xéo nha, xéo như thế này nè, để
cái gốc này nó sẽ là nơi mà nó hút nước, giữ cho quế được lâu. Đây mình sẽ bỏ riêng vào một cái rổ như thế này nha. Lần lượt mình cứ làm hết cái quế. Cả nhà ơi, đây nè, cái phần rau quế là mình đã cắt xong rồi nè cả nhà. Này, rất là đơn giản. Phía bên đây thì mình ăn trước nè cả nhà. Mình để qua một bên, còn phía bên đây mình sẽ để dành bảo quản. Đây, đó, mình cắt được một đống luôn. Bông nè. Bông nè ha, rồi lá úa nè mình bỏ nè. Cái thân nè, các bạn nhà thấy không? Đó. Bỏ bớt hết. Thì bây giờ mình sẽ rửa rau nha cả nhà. Cái cách rửa rau này cũng rất là đơn giản, mình chỉ cần nhúng nước thôi để cho rau nó thấm nước, rồi sau đó thì mình sẽ đem bỏ vào một cái chậu hoặc là một cái ly nào mình chứa nước á, mình bảo quản thôi. Cách rất là đơn giản, mời cả nhà theo mình để làm nha. Đây mình sẽ hứng một thau nước nè cả nhà. Mình sẽ rửa sơ cái phần quế nha. Rửa nhanh và nhẹ nhàng để không có dập quế. Đây. Cho nó thấm nước. Đây là quế mình mới cắt nên thành ra rất là tươi. Xong rồi bây giờ mình bỏ ra một cái rổ lại nha. Đây là cái phần rổ nè. Mình vớt ra liền. Nó thấm nước như vậy là được rồi cả nhà. Lúc này mình sẽ chuẩn bị một cái lọ nước nè cả nhà. Nhà mình có lọ hoặc là có cái gì đựng nước cũng được, không nhất thiết phải lọ như thế này. Mình chọn cái này là để mình làm giống như là mình cắm bông đó cả nhà. Thì tất cả các quế này nè mình sẽ cắm vào. Lúc cắt thì mình cắt đều đều để mình dễ cắm đó cả nhà ha. Quế mới hái thì rất là tươi, mình chỉ cần bỏ vào đây. Đây là cả nhà. Đó, mình cầm như thế này, mình cắm vào thôi. Phía dưới thường là mình bỏ cái phần lá úa đi, xác lá để cho cái nó này cả nhà thấy không? Nè, cái phần gốc nó nằm xuống phía dưới đây nè. Mình thì mình ít khi nào mà để những cái lá mà nó nằm phía dưới gốc này lắm. Tại vì thường vậy thì hành lá hả nó trúng nước thì nó thường dễ bị dập lắm, úng lắm cả nhà. Đây nè. Đó. Tất cả các gốc đều nó nằm ở phía dưới hết rồi nè. Cả nhà thấy không? Nó rất là như là một cái bó bông lận á nè. Nên mới nãy mình ngắt sót nè. Mình ngắt để không còn bông, để cho cái phần nước á nó hút vào cây á, nó dưỡng cây tốt hơn. Còn nếu mà mình còn để bông như thế này nè cả nhà. Đó thì nó làm cho cái cây nó mau mất sức lắm, giống như mình nó nuôi nhiều bộ phận khác nhau của cái cây quế á, làm cho cây quế nó không có tươi tốt lắm. Đối với lại cái quế mà mình để ở ngoài một thời gian rồi cả nhà, thì cái cách bảo quản rất là đơn giản. Thì mình chỉ cần sau khi mà mình bỏ bông nè, mình bỏ lá úa nè, cũng như là mình cắt một cái phần gốc đi, thì mình sẽ cho cái phần quế đó vào trong cái chậu nước như mới nãy của mình, nhưng mà thời gian để lâu hơn nha cả nhà. Thì đối với quế mới này mình chỉ cần nhúng nước và mình dở ra thôi, mình lấy ra và mình cắm vào nước như thế này là mình bảo quản.
Mình không làm gì hết, cứ để như vậy thôi. Tại vì cái quế mới mình mới cắt xuống từ trong cái chậu phần đất á, nên thành ra là nó tiếp xúc với phần ngoài không khí thì cũng rất là nhanh. Còn đối với phần quế mà đã để lại qua một thời gian á, thì bắt buộc mình phải ngâm nước khoảng chừng 5 phút trong cái chậu nước, để cho cái phần nước nó sẽ hấp thu vào trong cái lá đó, thì cái phần lá nó sẽ đủ nước để mà bắt đầu nó nuôi dưỡng cái phần cây quế cho nó tốt lại. Sau khi mà mình đã cắm như thế này, đối với lại cái quế qua đêm thì mình chỉ cần lấy thêm một cái phần bọc ni lông, mình trùm lại, mình trùm sơ sơ lại cái phần quế này là được rồi cả nhà, rất là đơn giản. Rồi trùm khoảng chừng một ngày thôi để cho nó quen với không khí, sau đó mình sẽ bỏ ra. Còn bây giờ quế của mình chỉ cần để như vậy là được rồi cả nhà ơi. Cả nhà ơi, hôm nay nhà mình nấu canh sườn bò nè cả nhà. Thì sườn bò này mình đã hầm bằng nồi áp suất. Đối với lại cái xương này thì mình sẽ hầm trong vòng 15 phút là nó bung ra như thế này trong nồi áp suất nè cả nhà. Thì khi mà chín thì mình sẽ đổ ngược lại ra một cái nồi như thế này, rồi mình hâm, mình liêm nếm lại cho vừa có vị của nhà mình. Thì đối với món canh này cũng rất là nhanh, mình chỉ cần nêm vào cái gia vị là lá quế. Này, cái lá quế của mình là cả nhà. Vừa được trưng cho nó đẹp cái gian bếp nè, mà vừa tiện lợi trong việc nấu nướng, nêm nếm gia vị cho các loại món ăn. Đây, khi mà mình sử dụng mình chỉ cần rút ra như thế này thôi. Cả nhà biết cái quế này là mình cắm được bao lâu không? Được 2 ngày rồi đó cả nhà. Cứ mỗi lần 2 ngày là mình thay nước và mình hả ngâm, mình lấy ra mình sẽ ngâm, mình rửa cái lá quế nhẹ nhàng, sau đó là mình cắm lại, mình nhớ thay nước hai ngày một lần. Đây, cái phần lá nè, đó, nó vẫn tươi như là lúc đầu luôn cả nhà, tươi lắm luôn. Mình cứ thay nước 2 ngày một lần và mình rửa cái lá sơ cho nó thấm đều nước cả nhà, là mình ăn quanh năm luôn, rất là tiện dụng luôn. Đây, bây giờ mình chỉ cần muốn ăn mình chỉ cần rút ra như thế này. Đây, góc à, mình lấy ra thôi, tại vì cái phần này của mình nhiều quá. Này, ví dụ như mình ăn bao nhiêu thì mình sử dụng bấy nhiêu. Đối với gia vị thì mình sẽ nhiều hơn một tí. Lặt, rồi mình sẽ nêm vào trong cái nồi canh xương bò bằng lá quế như đây. Còn lại nè cả nhà. Đó, rất là tiện dụng luôn. Đây, mình sẽ bỏ cái phần lá quế vào cái nồi canh xương bò nè cả nhà. Đó, rất là thơm ngon. Ở đây mình cắt cho to một tí, mình không cần phải cắt nhuyễn cái lá quế. Rồi mình nêm cho vừa khẩu vị rồi mình tắt bếp. Rồi xong cái món canh sườn bò với lá quế đây nè cả nhà ơi.